Bữa trưa tại trường học là một nét văn hóa ra đời từ thế kỷ 19 tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm và coi bữa ăn trưa là một phần của chiến lược quốc gia. Việc lên thực đơn cho các bữa trưa tại trường đều do các chuyên gia về dinh dưỡng thực hiện. Trong khoảng 40 năm trở lại đây, thực đơn tại các trường học gần như không có sự thay đổi. Trước mỗi giờ ăn trưa, các chuyên gia dinh dưỡng của trường thường có các bài giới thiệu về thành phần dinh dưỡng cho học sinh. Trong bữa trưa, các học sinh sẽ phải là nhân viên phục vụ. Điều này giúp học sinh Nhật Bản cũng học các kỹ năng như hợp tác, nghi lễ, kỹ năng phục vụ. Đây là một phần của kỷ luật và lối sống tại đây. Cháu thích ăn cá. Cháu thường ăn không hết phần, giờ đây cháu ăn hết mọi thứ. Cháu rất thích giờ ăn trưa vì bọn cháu có thể trò chuyện thoải mái. Ẩm thực Nhật Bản khá coi trọng tinh bột. Loại chất này có thể tìm thấy trong gạo trắng, mì sợi làm từ bột mì trắng và bánh mì. Hầu hết bánh mì tiêu thụ ở Nhật Bản đều trắng như tuyết. Món bánh mì phổ biến nhất tại Nhật Bản là soba. Phần lớn các bữa ăn cho học sinh tại Nhật Bản xoay quanh những loại thực phẩm này. Chúng vừa cung cấp dinh dưỡng để trẻ em có thể lớn, vừa đảm bảo năng lượng cho các hoạt động học tập. Bên cạnh đó, ẩm thực Nhật Bản dùng khá nhiều muối. Thí dụ như nước tương khá mặn, muối là chất bảo quản đồ ăn trước khi làm lạnh, làm khô. Và muốn giúp trẻ em Nhật Bản tránh khỏi các bệnh như bú cổ, suy giảm trí nhớ, chậm phát triển, kém thông minh. Đây là hình ảnh của một phần khẩu ăn trưa thường ngày tại trường Omiya. Rau, cơm, cá và súp miso. Thỉnh thoảng, mì sẽ được thay thế cơm để các học sinh thấy đỡ nhàm chán. Đặc biệt, các học sinh còn được bổ sung thêm sữa. Sữa là một phần trong quyết tâm nâng tầm chiều cao trung bình của người dân. Trong 40 năm, chiều cao trung bình của người dân Nhật Bản đạt mức 172cm với nam và 157cm với nữ, chỉ thua kém chiều cao trung bình thế giới 5cm. Quy trình nấu nướng được chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt và tốn khá nhiều thời gian để chế biến. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn phục vụ những món ăn mà chúng chưa bao giờ được ăn tại nhà. Một bữa ăn trưa tại Nhật Bản cho học sinh thường trị giá từ 2,5 đến 3 đô la Mỹ, tức là khoảng 65.000 đồng. Các gia đình nghèo khó còn được giảm hoặc miễn tiền ăn trưa. Thực phẩm sử dụng thường được nuôi trồng tại địa phương. Giờ ăn trưa thường diễn ra sau tiết học thứ tư và kéo dài 45 phút. Mỗi học sinh đều mang theo khăn trải, đũa, bàn chải đánh răng và cốc riêng của mình để đặt lên bàn. Kết thúc bữa ăn trưa, các học sinh thường có nhiệm vụ bóc hộp sữa làm từ giấy và phân loại rõ ràng để tái chế. Tính tiết kiệm của người Nhật Bản bắt đầu từ những bữa ăn.